Đây là một con quần jean phù hợp cho những anh em yêu thích màu đơn giản. Như anh em đã thấy, với màu wash cổ điển nhưng vẫn giữ được chất jean nguyên bản của nó. Với phần quần là foam skinny thì đây là foam quần rất là phù hợp cho những anh em thích mặc ôm. Với chất liệu jean co giãn thì anh em mặc lên thì thoải mái hoạt động. Với phần cốt được khắc nổi tạo điểm nhấn cho chiếc quần. Ở phía sau quần sẽ được may một cái mác đặc trưng của nhà sản xuất. Ở phía sau phần túi quần sẽ được thêu hình chữ U đặc trưng từ nhà sản xuất. Như anh em có thể nhìn thấy, từng đường kim mũi chỉ của chiếc quần sẽ được may rất là tỉ mỉ. Với phần wash màu trắng trong chất jean cổ điển nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng cho chiếc quần. Đặc biệt, hàng bên Bảo có đầy đủ tay mát và có QR cho anh em có thể check thoải mái. Với từng đường kim mũi chỉ và với chiếc vải jean co giãn thì đây là chiếc quần rất là xứng đáng cho anh em lựa chọn. Với chiếc quần này thì bên Bảo đang có size 29, phù hợp cho những anh em nào từ 50 đến 60 kg. Với cái độ hoàn thiện của chiếc quần và với độ lâu đời của nhà sản xuất thì những anh em nào thích chiếc quần này thì hãy mau đến với Bảo. Bảo Hàng Ngâu, đồ bao ngầu.